Chào các bác nhé. Em làm cái video để hướng dẫn sử dụng con JB940 để gửi cho bác khách ở Hải Phòng. Đấy, con này máy rất đẹp nha các bác nhé. Đây, khiển của nó đây. Khiển xịn nó đây các bác nhé. Đấy. Đây, sẽ quay qua. Đấy, con này máy rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mặt phay nhôm. Em sẽ quay đằng sau để hướng dẫn các bác cách cắm này. Thì cái bác khách này bác cũng chơi rồi nên chắc bác cũng biết, để em cứ hướng dẫn lại thôi. Cái đường này đường ao, bởi vì con này nó là toàn tiếng Nhật, nó là hàng Nhật nội địa, điện 100V. Đường đường ao này, con này nó có hai đường quang, thì nó quang 1, quang 2, thì bác cắm quang nào cũng được. Đấy. Còn cái quang ao với cái cốt ao thì không cần thiết này. Con này điện 100V, 12W, 50-60Hz, máy được sản xuất tại Nhật Bản này, số series của nó là 201089. Đấy. Thì cái dòng cái model JB940 này thì nó được sản xuất tại hai nơi, tại Nhật Bản và tại Malaysia. Đấy. Thì em cũng chọn cho bác con sản xuất tại Nhật Bản cho bác yên tâm. Đấy. Con điều khiển của nó đây, nút nguồn đây. Bác bấm này, đấy, tắt nguồn này, bật lên cho em. Nghĩa là tất cả trên cái điều khiển này bác sử dụng được hết này, không cần người ta mở máy này, giải mã này. Đây là volume to nhỏ này. Đấy, thì cái volume to nhỏ nhé, never này, các bác cách tăng này, rec giải mã này, top này, play này, đấy, đầy đủ hết này. Đấy. Input cũng có này. Đấy, các bác chuyển cổng này, trên điều khiển hết này. Đấy. Thì cả bây giờ chỉ có mỗi phải đút đĩa vào thôi. Đấy. Thì cả cho đĩa ra này. Đấy. Rất tiện luôn. Đấy, thì em sẽ bật play này. Thì hát luôn này. Là cái thành thì cách xóa đĩa và ghi đĩa cho bác cũng biết rồi. Đây, rách để ghi này. Quên lời hẹn nơi đây phố nghèo, một mình anh đơn côi và ôm thương nhớ hồn. Không ghi đến tốt cho em này. Và cho đĩa ra. Mục đích của cái cho đĩa ra thì nó sập cái cần thu xuống để nó lưu cái chương trình vừa ghi vào đĩa. Đấy. Thì các bác cứ lưu ý cho em là khi cho đĩa thì các bác đút đúng chiều theo mũi tên cho em. Đấy. Không được đút thế này nhá, hoặc không đút thế này, phải đút đúng chiều. Xong cái tay, cái ngón tay bác để ở giữa cho em, đẩy vào một tí rồi nó tự nó hút vào. Đấy. Cái lưu ý khi chơi đĩa MD vậy. Nếu các bác đút nhầm chiều thì nó sẽ bị lỗi cơ. Đấy. Đây, play thử cái bài 2 vừa ghi này. Quên lời hẹn nơi đây phố nghèo, một mình anh đơn thì tất cả các chức năng của con này thì nó, con này ổ MD nó chạy mắt KMS 260A, thế nên là nó rất dễ thay thế và bền bỉ, nên các bác cứ dùng yên tâm, không phải lo. Đây, rách là giải mã này.